90.000. Đây cái lỗ này 90.000 cá chốt sống luôn các bạn này. Đây người đẹp bán cá chốt rồi. Trong lòng chợ chợ Bình Điền các bạn. Trung càng sống to quá chị ha, nhiều ký rồi chị ạ. 150 rồi. Rồi to ghê á. Đang sống luôn các bạn ơi. Trăm năm chục ngàn ký tôm càng các bạn, tôm sống em sống nó nhiều ký vậy nhá, 70k. Ồ, 70k, 70.000 các bạn, ăn sống luôn các bạn ơi. Cá sống tươi ghê, ăn bún luôn. 70.000 ký cá chẽm các bạn. Dê 48.000 bạn. Dê 48.000 ký các bạn. Dê sống luôn. Lương luôn các bạn này. Lương là nhiều người trăm hả? Dạ trăm. 100.000 ký lương. Cá rô phi này nhiêu ký vậy? 45.000. Cá rô phi to ghê, 45.000 ký các bạn ơi. Cá rô phi sống luôn các bạn. Cá dừa hồng này nhiêu ký vậy? 37.000 ký cá dừa hồng các bạn ơi. Ăn sống luôn các bạn. Cá kèo sổ 90.000 ký. Cào 90.000 ký được các bạn ơi, sổ luôn các bạn. Đây là quang cảnh khu hải sản tươi chợ đầu mối Bình Điền lúc 4:30 sáng. Nguyễn Hòa chuẩn bị bước vô để tham quan khu hải sản tươi chợ đầu mối Bình Điền. Mời các bạn cùng tham quan và khám phá với Nguyễn Hòa nha. Kính chục luôn. Công gà sổ
90.000, cái 80 cũng khó luôn các bạn. Trong lòng chợ, chợ đầu mối Bình Điền, khu hải sản tươi. Đây là
ngàn này chị ha. Mình lấy 95 ngàn á. Còn mực của tôi đúng các bạn ơi, 130 100. Cá lóc bông luôn anh, to ghê hả? Cá lóc bông không anh? Cá lóc bông này nay nhiêu ký vậy? 80 rồi. 1000 ký rồi các bạn. Mấy con rồi? 4 con hả? Con nào đó to quá, cá lóc bông rồi. Cảnh khu hải sản tươi bên trong lòng chợ ép và đầu mối Bình Điền hướng ngoại tham quan và trải nghiệm. Cảnh bên trong khu nhà lồng ép, chợ đầu mối Bình Điền, khu chợ cá. Đầu mối bánh nhỏ. Cá nhiều lắm các bạn ơi. Đủ thứ loại cá. Cá tôm. Mực nhiều lắm các bạn ơi. Hải sản thấy mê luôn các bạn ơi. Sản trong chợ đầu mối thiên đường hải sản. Cá tươi lắm các bạn ơi, đủ loại cá. Cá rất nhiều mực nữa.
bạn ơi, đủ loại giá luôn. Nhìn mực cái mê luôn các bạn ơi. Cá diều hồng. Trong lòng chợ đây là mối bình điện cái này bắn mực nhiều lắm các bạn. Bán bạch tuộc nhiều quá các bạn ơi, đầu mực bạch tuộc. Đây xin mời bác. Mực tuộc mê luôn các bạn ơi. Càng nhiều quá các bạn ơi. Tôm càng sống to quá chị ha, nhiều ký rồi chị ạ. To ghê á, ăn sống luôn các bạn ơi. Trăm năm chục ngàn ký tôm càng các bạn, tôm sống. Nhộn nhịp bên trong chợ đầu mối Bình Điền, chợ quá đông các bạn ơi. Cá
dư hồng này nó nhiêu ký vậy? 37.000. 37.000 ký cá dư hồng rồi các bạn ơi. Ăn sống luôn các bạn. Chị đặt tuột nhiều lắm các bạn. Nhiều cái bao. Các bạn.
ký đi chị. 135.000 ký tôm đẻ các bạn ơi, sống tươi lắm các bạn ơi, đang sống luôn á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cá tầm, cá chim nhiều lắm các bạn ơi. Khu này bán cá nàng hai rất nhiều các bạn ơi. Cá nàng hai khúc này nhiều, cá chê các bạn, cá chê cá nóc. Cá chẻ nhiều quá các bạn. Chú lên, lên báo. Cá chẻm sống nó nhiều ký vậy? Dạ, 70k. Ồ, 70k, 70 ngàn các bạn. Ăn sống luôn các bạn ơi. Cá sống tươi ghê. Ăn bún luôn. 70.000 một ký cá chẽm các bạn. Cá sò má chồng, cá sò má chồng, má chồng, cá sò má chồng vô. Hai chồng phải vô, hai chồng phải vô. Sò má chồng, sò má chồng. Cá sòng có 20.000. Cô này mực. Đủ loại mực luôn các bạn, đầu mực, nang, bạch tuộc, đầu mực, nhiều vô số kể luôn. Khu này nạo cá thắt lát, cá nàng hai. Đâu mực 120.000 ký rồi các bạn ơi. Mất được không? 300. Còn mực này nhiều ký. 300.000. 300.000 ký à? Không. Lá này như vậy. Lá luôn, 300 luôn. À, 300.000 ký các bạn ơi. Ừ, cá lồng luôn. Thêm mực nhiều quá các bạn ơi. Quan cảnh bên trong nhà lồng ép là mối bình điền khu hải sản tươi. Quá đông người đi chợ các bạn ơi. Và đa số là tiểu thương nên lấy hải sản về bán rất nhiều. Cá nhiều lắm các bạn ơi. Đủ loại. Hải sản thì mê quá các bạn ơi. Trong lòng chợ ép chợ đầu mối Bình Điền khu
hải sản tươi. Trời ơi, nhìn mực ống cái mê luôn các bạn ơi. Mực cũng tươi quá trời luôn. Mực ống này 200 ngàn ký nha các bạn ơi. Mực thì tươi ngon lắm các bạn ơi, quá tươi luôn. Chục ngàn ký các bạn. Chém 70 ngàn ký các bạn.
mua một tặng một, vừa bán vừa cho luôn ha. Phụ nữ mua tặng đàn ông, mua đàn ông mua tặng phụ nữ. Mình mãi luôn. Cá người nhiều lắm các bạn.